Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện với bài tưởng niệm ngắn của tác giả Amy Trúc Trần đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 19 tháng 4 về cố trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, người tuổng tiết vào ngày 30 tháng 4 năm 75 dưới bức tượng xương phong của thị quân lục chiến trước Tòa nhà Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị cùng chia sẻ. Trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, cái chết bức tử. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 75 không chấp nhận đầu hàng giặc, Trung tá Nguyễn Văn Long vẫn giữ nguyên quân phục, huy hiệu cảnh sát, và bản tên trước ngực với khẩu súng khẩu 45, tiến đến chân tượng đài thủy quân lục chiến. Ông ngồi trên ghế đá, trầm ngâm hút thuốc. Bất chợt, ông đứng dậy, tiến đến gần tượng đài, nằm xuống ngay ngắn. Cây hồng súng khô vào thái dương bớt cọ Tiếng súng, danh dự, trách nhiệm của người trung tá cảnh sát thà chết chứ không đầu hàng. Ông đã chọn cái chết bất tử, máu của ông thấm xuống lòng đất mẹ Tháng Tư Đen, từ nhớ sự hy sinh cao cả của ông cùng với các tướng lãnh và côn nhân các cấp Việt Nam Cộng Hòa. Chết mà vì nước, chết vì dân, chết đấng nằm nhì trả nợ nần, chết bụi đông chu hồn, thất quốc, chết như Tây Hán lúc tam phân, chết như hương đạo hồn thành thánh, chết tựa trương vương, phách hóa thần, chết cũ Tây Hồ, danh chẳng chết, chết mà vì nước, chết vì dân.